Hi, chào cả nhà fanpage. Chị em mình lại gặp nhau rồi. Bữa giờ mấy bộ có gì mới không? Tôi chứ nha, hoàn toàn không có gì mới luôn mấy má ơi. Và cho nên lít nó có bao nhiêu bộ phim là coi hết coi mà tẩu quả nhập ma luôn. Chiều nào cũng tắm rửa sạch sẽ, xong rồi cái cuốn mấy cái lơ lợn lợn này nè, xong một lát hơi sửa soạn, để một lát thì lọc sẽ hợp. Thật ra có hợp với ai đâu, con quỷ hoang tưởng có mà hợp với lại hội đồng cây cối và cộng đồng súc vật. Khi thoảng buổi chiều con nâu nó sủa hùa với mấy bạn hả, cái cũng muốn chặt trời cho mẹ sủa chung với không có ai để giao tiếp, thấm ướt trầm cảm với sợ luôn mấy má. Thật nói vui thế thôi, nhưng mà thật ra chiều nào Lộc cũng sửa soạn và make up á, tại vì liều thuốc tinh thần là một điều rất là quan trọng luôn. Có những hôm mà mình cảm thấy hơi mệt, nhưng mà khi mà nhận ra là mình xinh đẹp và chỉnh chu thì mình cũng khỏe hơn được một xíu, đúng không? Với lại chúng ta hãy cố gắng xây dựng và giữ một cái thời khóa biểu nhất định, thì mặc dù ở nhà nhưng mà chúng ta vẫn sẽ thấy là cái ngày của mình nó có bắt đầu và nó có kết thúc, thì không gian và thời gian nó cũng đỡ tù động hơn một xíu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau skin care và make up để cho chính bản thân mình soi gương tận hưởng và cầm điện thoại hoặc ra phòng khách coi phim bộ thấy nó hay hơn. Ok, bước đầu tiên và tuyệt đối không thể thiếu mùa này đó là kem chống nắng. Đặc biệt là trong mùa này ha, má nào cũng ôm một cái điện thoại đúng không, để lướt quét quên ngày tháng, lại comment khẩu nghiệp với chúng sanh đúng không? Có đúng không? Bỏ cái tật đó nha, trời ơi tướng do tâm sanh đó mấy má, cẩn thận nha, nghiệp tụ tẩy không hết đâu. Sáng thì hay là buổi chiều thì Lộc cũng thoa kem chống nắng hết. Tại vì chúng ta như Lộc nói là ôm điện thoại rất là nhiều, mà chắc mọi người cũng biết ha, những cái ánh sáng á từ trong điện thoại hay laptop hay màn hình tivi hả, nó cũng hại ngang ngửa ánh sáng mặt trời luôn. Kem này hả rất là mịn màng luôn, y như là kem dưỡng gì đó, tan ra như nước luôn. Một lát hồi chúng ta sẽ không có cảm thấy là em ấy nhờn nhờn, hoặc là có, mặc dù nó khô nhưng nó có một cái lớp màng trên da thì không. Mới mà rửa mặt xong á là cái thời gian thích hợp nhất để thoa kem chống nắng, thì thoa con nhỏ này lên hả, nó tan ra như là skin care luôn, như có như không vậy đó. Như cái bánh mochi gì đó. Đừng bỏ quên vùng cổ nha. Ưng cái con nhỏ này xỉu luôn, căng mà mềm mịn như là skin care gì đó. Mà đặc biệt á là nó đánh nền lên cực kỳ ăn mà không hề trượt. Tất cả mọi người đều sợ đúng không, là cái kem chống nắng để không thì nó đẹp, nhưng mà khi mình trang điểm hoặc mình chơi khuyết điểm lên xíu cái nó trượt, thì em này hoàn toàn không luôn. Nó đã tan ra rồi và để mà làm lớp lót trang điểm là cực kỳ phù hợp luôn. Ham lời và xinh tươi một xíu, cho nên bây giờ chúng ta sẽ đánh nhẹ một lớp cushion nha. Con bé này cực kỳ mỏng manh, nhẹ nhàng luôn, rất thích hợp để chúng ta đánh sương sương thôi ở nhà, hoặc là sau này khi mà họ có thể ra đường mà đi làm lại, đó là đánh một miếng này thôi là được rồi. Chúng ta đánh cushion là chúng ta đánh từ trong ra nha, đánh từ trong đánh ra, đừng có vội đánh ở những cái vùng này nha, nó sẽ làm cho cái mặt của chúng ta to chè bè như trái banh lông đó. Đánh từ trong ra một xíu thôi. Đừng có vội mà coi sát cái gương, với chúng ta thường á gặp thấy mọi người đánh ở chỗ này rất là nhiều, thì khi mình nhìn xa nó khiến cho cả cái mặt của mình trắng bóc và hay như là một trái banh lông lăn lông lóc, cái mặt mình rất là bự, cho nên á đó là cái lỗi sai mà khi mọi người thấy là ủa sao tôi không trang điểm cái mặt tôi đẹp mà tự nhiên tôi đánh nền lên thấy cái mặt nó một tảng như vậy, là tại vậy đó. Đánh thì trọng tâm đánh ra nha. Và để tăng độ che phủ của cushion á thì chúng ta đánh như là chúng ta chờ cho em ấy khô một xíu, đừng có tán qua vội. Tại khi mà nó ráo lại thì nó sẽ tăng độ che phủ mà nó tự nhiên đó. Lộc để yên ha, xong cái Lộc qua bên đây, cái Lộc hướng cái chỗ này đó, chúng ta tán nhẹ ra từng bước và cho cái kem cushion á nó có một xíu thời gian để nó sánh lại thì nó sẽ tăng độ che phủ lên, mà chúng ta sẽ không bị lấy quá nhiều. Chỉ mới lấy có một lần cái kem phấn thôi và không có dặm thêm một lần nữa, nên Lộc nghĩ cái hộp này chắc Lộc xài tới đời chồng thứ ba thì chưa có hết nữa đó. Ham lời một xíu á mà thích mịn lì thì bây giờ chúng ta có thể nhẹ nhàng dùng cỏ phủ nhẹ một chút loose powder ở những cái chỗ mà chúng ta có khuyết điểm ha, ở dưới bọng mắt nè, để lát hồi mình di chuyển á, mình làm việc cái mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì chúng ta sẽ không có bị bám dầu, chỉ vô vùng chính giữa thôi nha, một chút má hồng. Thường á Lộc lười đánh màu mắt lắm, nên Lộc sẽ lấy má hồng á, Lộc đánh lên trên mắt luôn, đánh mắt mù quáng. Một miếng chân mày nha. Nhưng mà thật ra tại vì hôm nay quay clip á cho nên là mới kẻ chân mày thôi, chứ bình thường á Lộc mình chả kẻ chân mày luôn á.
đến phần vui nhộn rồi nè. Ở đây Lộc có 7 em son mới mà Lộc chưa có đập hộp luôn. Và bây giờ trước khi mà chọn một cái em nào đó thì chúng ta sẽ swatch các em ấy lên tay trước nhé. Các em son kem này cũng thuộc nhà Pika luôn, Winsome Cotton Gin. Với chất son mềm mịn nà mượt như nhung, đặc biệt là lâu trôi suốt cả ngày. Có độ lì rất là nhất định, không hề bóng nhảy nha, khô nhanh nè, nhưng mà không lộ vân môi và đặc biệt là không khô môi. Có chứa chất chống oxy hóa và vitamin giúp mềm môi nữa. Và makeup look đã xong rồi, chỉ nhỉnh hơn 10 phút một xíu thôi. Nhưng mà thật ra ngày hôm nay hơi ham lời, hơi thêm bớt bớt một xíu. Chứ Lộc nghĩ nếu như mà ngày thường thì Lộc cũng không có xí sợn vậy, mọi người cũng có thể giãn lừa da giảm đi một xíu thì Lộc nghĩ là chắc tầm 5-6 phút thôi. Nhưng mà ở nhà cái chúng ta đi ngang lướt nhìn vô gương cảm thấy sụi mắt ha, cũng cảm thấy khỏe khoắn tinh thần hơn một xíu nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua sơ yếu lý lịch của những em sản phẩm ngày hôm nay kỹ càng hơn một lần nữa cho mọi người nha. Đầu tiên ngày hôm nay thích xỉu luôn, đó là em kem chống nắng của nhà Pika Sunblock lần này. Thật ra đó thì Lộc có rất là nhiều kem chống nắng, nhưng mà Lộc vẫn luôn sưu tầm coi là em nào sẽ thích hợp với mình hơn. Một trong những điểm mà khiến Lộc cực kỳ thích em này luôn, đó là em ấy tan ra như nước vậy đó. Lộc không biết diễn tả như thế nào nhưng mà y như là kem dưỡng da luôn. Ngay cả có những loại kem chống nắng mà nó mỏng, nhưng khi mà nó khô lại nó vẫn tạo nên một cái lớp bột ở trên da của mình. Ai mà bị hột chỗ này sẽ cảm thấy điều này rất là rõ nè. Nhưng mà em này thì không, em ấy tan ra như nước luôn mà y như là kem dưỡng da vậy, cho nên là óng ánh nè, và đặc biệt là ăn cái lớp nền. Em kem chống nắng này là một em kem chống nắng vật lý nha, lành tính nè, dùng được cho da dầu, mụn, nhạy cảm, có chiết xuất lô hội và chống nắng với chỉ số SPF 50 cộng và PA cộng, chống lại tia UV và ánh sáng xanh. Lộc có nhận được một câu hỏi trên Instagram là có chị đó thì chị skincare xong thì khi mà chị thoa kem chống nắng á, thì lúc mà chị thoa thì đột nhiên nó bị vón cục và ra những cái bợn trắng như là kỳ hờm á. Lộc biết cái trường hợp này Lộc cũng đã gặp rồi, giống như là cái bợn mà chúng ta lấy cục gôm chúng ta tẩy trên giấy gì đó. Thì đầu tiên có lẽ là chị ấy đã rửa mặt không có được sạch lắm, cho nên khi mà ma sát quá lâu thì có thể là tế bào chết cũ nè, hoặc có thể là cái lông ở trong cái khăn mặt á, hoặc là cái lông ở trong bông tẩy trang lúc mình chùi nó còn sót thì gặp kem chống nắng thì nó vón lại. Nhưng mà thứ hai Lộc nghĩ trường hợp này xảy ra nhiều hơn, thì đâu có ai mà vô ý tới mức mà còn tế bào chết đâu đúng không? Đó là các bạn thoa cái lớp kem dưỡng hoặc là skin care trước đó mà chúng ta để nó khô quá lâu thì kem chống nắng và skin care nó không có tan được vào nhau, mà để lâu quá kem chống nắng nó bóc cái lớp màng skin care ra luôn, và cái mà bợn phấn khực đó nó chính là cái màng skin care của mình đó. Cho nên với kem chống nắng thì thời điểm tốt nhất là sau khi mà da mình còn ẩm, skin care nó còn ẩm thì chúng ta thoa vô thì nó sẽ hợp lý hơn. Và đặc biệt là nếu như mà những cái em kem chống nắng giống như của nhà Pika này nè, thì Lộc cực kỳ thích em này luôn, tại vì nó tan vào trong kem dưỡng da của Lộc luôn mà không có tạo thêm một cái lớp khác ở trên da. Ưng tiếp theo đó là em cushion của nhà Pika Cherish Velvet Fit. Thì em này có một cái mà khiến Lộc thích luôn, độ che phủ thì từ trung bình cho tới vừa thôi, nhưng mà cái độ sáng và cái độ tan vào da thì cực kỳ thích luôn. Lộc dặm có một vài cái hồi nãy mọi người coi thấy Lộc đúng không, Lộc chỉ dặm ở chính giữa, sau đó nó tan vào cái màu da thật của mình luôn. Ban đầu lúc thoa lên thì mình cảm thấy hơi sáng một xíu, hồi nó tan vào trong màu da thật nó rất là ok luôn. Đặc biệt nha, ở ngoài còn đẹp hơn là trong cam nữa mọi người, nó óng ánh. Thì đây là một cái điểm Lộc rất là thích. Dĩ nhiên là trang điểm bình thường ở sân khấu để quay hình thì có lẽ là chúng ta cần nhiều hơn, nhưng mà Lộc nghĩ là nếu như ở nhà chúng ta trang điểm cho xinh cho mắt người yêu, hoặc là chúng ta đi làm chúng ta chỉ muốn có một cái làn da nó sáng lên mà nó cực kỳ tự nhiên, thì Lộc cảm thấy em này là rất là hợp lý luôn. Em bé này dùng càng lâu thì càng đẹp nha, kìm dầu và làm đều màu da, có thể chống nắng với chỉ số SPF 50 và PA cộng nữa, mà còn có 3 tông màu, 13 cho da trắng sáng, 21 cho da tự nhiên và 23 cho da ngâm. Và còn cả collection son này nữa, một tín đồ mua mà thích cái gì là sẽ mua trọn bộ luôn. Hôm bữa xài skin care dành cho da nhạy cảm của Pika rất là thích, cho nên múc liền em kem chống nắng và cushion rất là ưng, cho nên Lộc cũng không thể nào bỏ qua một màu son, cho nên Lộc lấy hết 7 màu luôn.
Và vlog của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Hy vọng là mọi người giữ sức khỏe nè. Và nhớ là phải chăm sóc cơ thể và niềm vui của mình nữa. Tại vì sức khỏe của tinh thần cũng rất là quan trọng để chúng ta có thể vượt qua hết tất cả mọi chuyện và luôn luôn tiến về phía trước. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye.